Người đầu tiên là ST Sơn Thành. Chúng ta cùng đến với ST Sơn Thành trong chương trình Nhanh Như Chớp. Mở đèn. Ôi trời ơi. Nghệ sĩ mà dù có là cuộc sống nó như thế nào thì vẫn luôn nở nụ cười, quý vị. Điều tích cực sẽ đến, những điều may mắn sẽ đến. Và đây là một câu hỏi dành cho ST. Ủa tại sao em ngồi ở nhà mà em vẫn run ta? Tại sao mỗi lần đến với chương trình Nhanh Như Chớp em lại run ta? Em cũng hồi hộp quá nè. Câu hỏi đầu tiên thưa quý vị. Ok. Câu hỏi này chúng tôi và ban tổ chức đã có làm việc với nhau về câu hỏi này cách đây 3 ngày để gọi là mang lại nhiều cái câu hỏi thú vị. Và chúng tôi đã Trường Giang cũng đã có thử qua, các bạn trợ lý và bạn đạo diễn cũng thử qua rồi cho cháu mình trả lời, thì 15 đứa cháu đều trả lời được hết câu hỏi này, rất là vui quý vị. Trời ơi, đứa cháu 16 không trả lời được à? Chính là thôi. Và câu hỏi dành cho ST như sau: trên mặt chiếc đồng hồ kim treo tường có bao nhiêu chữ số 1? Có 5 chữ số 1 à. 1 điểm đầu tiên dành cho ST, xin chúc mừng. Yeah. Em nhắc anh ơi, ST. Anh không có thấy à, mắt anh bị trộn. Mày nhắc sai. Em nhắc bao nhiêu nha? Sai. Em nhắc số mấy? 4, 4 số ST, 4 số mà anh không trả lời. Cái đó không phải là nhắc à, cái đó là muốn đẩy người ta vào con đường cùng mà. Không. Xôi rồi. Qua câu 2, câu 2 nhớ nhìn em nha, câu 2 nhìn em nha. Đầu xôi rồi, đầu xôi. Xôi. Câu số 2. Câu số 2 là một câu đố vui thưa quý vị. Trái gì bị mang tiếng là nhiều chuyện? Trái gì bị mang tiếng là nhiều chuyện hả anh? Hết chưa? Câu này ST thua. Một ca biết không? Trái dư hả? Nhiều chuyện mà trái dư là sao em? Người ta có một câu, quý vị là chắc mọi người biết đó mà đột nhiên không nhớ ra, là khi một người đi nói chuyện tùm lum với người này với người kia thì gọi là buông gì ạ? Buông chuyện. Buông gì? Trái lê, trái dư lê. Buông dư lê. Đúng rồi. Ngồi lê đúng mắt. Buông dư lê à? Dạ. Trái lê. Xui nè, xui. Câu này dễ nè. Câu đố chữ tiếp theo là câu rất dễ nè. Xui. Xu. Xu. Câu này là câu vô cùng dễ. Tâm gì mọi người không muốn gặp? Một câu đố chữ dễ dàng. Tâm gì? Tâm địa xấu xa. Tâm địa xấu xa là không ai muốn gặp hết à. Còn còn nếu một mà một điểm nữa. ST được 2 điểm. Cùng chúc mừng. Thật ra có một cái tâm khác nữa à. Tâm gì ạ? À? Nếu như mà mình là những cái người mà ở trong làm ruộng vườn này kia thì tâm bảo cũng là một nơi mà mình không muốn ở trong đó. Chính xác. Rồi, như vậy là qua 3 câu thì mình được 2 điểm về ST nhé. Bây giờ câu tiếp theo là câu thứ 4. Hồi nãy mọi người hỏi tâm gì á, em có một tâm gì mà người ta không muốn gặp đúng không? Ừ. Còn em có một tâm là lúc nào cũng muốn gặp cả. Tâm gì? Nguyễn Chí Tâm. Ba em. Hả? Trời ơi. Thưa quý vị, cuộc sống có những lúc nó làm cho mình nó phải những cái dây nơ hoa thần kinh nó bị loạn nhịp nên đáng trả lời những câu. Thiệt luôn á. Tại vì em nhìn nãy giờ em rất là nhớ ba anh Giang à. Anh biết bao nhiêu tháng rồi không được gặp ba không? Thôi đi con, 2 tháng rồi, ráng đi, 1 tuần sau ba sẽ gặp con nha. Dạ. Nếu như Buka không giải thích đó là tên của ba Buka thì em nghĩ đó là một tên của nhà hớt tóc à. Tại vì em theo hớt tóc mà anh tên là Chí Tâm mà. Em nói ủa, Buka muốn gặp nhà hớt, nhà tạo mái tóc thì sao? Đây là chương trình chúng tôi cố gắng mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Nếu như có đoạn nào đó nó 5-7 phút mà không có một nụ cười nào thì mong quý vị bỏ qua cho. Đây, câu hỏi tiếp theo là trong 3 vị Phước, Lộc, Thọ. Biết rồi. Phúc Lộc Thọ. Vị nào cầm trái đầu tiên? Trái đầu tiên là Thọ. Chính xác. Ủa sao trả lời luôn vậy? ST thêm 1 điểm nữa. Em quá, hay quá. Yeah, cảm ơn Buka. Chúc mừng. Câu tiếp theo. Trong 3 vị, vị nào có bộ râu màu trắng? Dạ, Thọ luôn à.
Chính xác. Trời ơi, cái này em biết à. Tại vì ông này ông già nên là ông mới có bộ râu màu trắng, còn những ông kia là màu đen à. Không, cái này em biết á, tại em hay uống sữa á. Sữa ông Thọ. Đúng rồi, cái sữa có hình ổng ở trong á. ST hiện tại là trải qua 5 câu hỏi và đã được 4 đáp án chính xác rồi nha quý vị. Giỏi à. Hay quá. Câu tiếp theo, hai vị còn lại, ông Phước và ông Lộc, vị nào không có râu? Hình như cả ba ông đều có râu à. Chính xác. Yeah. Hay quá. ST giỏi quá. Hay quá thưa quý vị. Mới có tiếp tục ba ông này đi à. Đã được 5 đáp án rồi thưa quý vị. Giỏi quá, giỏi quá. Ngày nay khả năng là Buka với cái sự mong manh về chiến thắng này thì chắc là thua. Chắc là thua. Không sao đâu anh Giang. Thật ra chơi với một người ngang hoặc là một người dở hơn á, mình thua mình mới quê. Còn chơi với một người giỏi hơn á, mình thua chuyện bình thường. Đây là một câu rào trước đoán sau đó mình bị. Không sao, em vẫn có niềm tin chiến thắng. Anh từ từ anh. Anh đừng yeah, 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 yeah. Bây giờ này, thưa quý vị, là chúng tôi sẽ có một câu hỏi thứ 7. Ngoài nhanh như chớp, hãy kể 3 kiểu so sánh với từ nhanh. Nhanh như cắt, nhanh như thỏ, nhanh nhanh như gió. Vỗ tay. Rồi, thêm một đoán chính xác nữa. Thưa quý vị, là người ta hay dùng cái từ nhanh để ghép vào các từ khác, tức là nhanh như chớp, nhanh như cắt. Nhanh như cắt là con chim cắt đó quý vị, con chim mà bay nhanh nhất thế giới đó. Rồi nhanh như sấm hay là nhanh như thỏ hay như gió gì đó. Thì ST là hoàn toàn chính xác và mang về thêm một bán đúng nữa quý vị. Yeah. Chúc mừng ST. Khả năng là trong số ngày hôm nay chúng tôi sẽ dừng lại ở đây và sẽ kết thúc. Rồi sẽ kiếm những cái số khác bù vào. Chứ có chơi nữa thì Buka cũng có thắng được đâu, nên chúng tôi sẽ phép dừng lại để giữ sức khỏe cho Buka. Trời ơi anh ơi. Anh ơi. Ủa em là một người sáng dạ mà. Sáng dạ lắm anh. Trời ơi, Buka là có thể trả lời 11 trên 10 câu luôn đó. 1 trên 10 ST. 1 trên 10 câu. 11 trên 10 câu. 11 á mọi người. Có nghĩa là có những hả? Có những đáp án là Buka sẽ nói thêm những đáp án khác luôn á. Buka giỏi lắm. ST đừng khen quá, té hen ST. Đây. Câu này khả năng là ST vẫn trả lời được, còn Buka thì hơi khó khăn ạ. À. Mặc dù Buka không trả lời nhưng mà cứ nghe nhé, nghe nhé. Có một con cừu bị cột vào một sợi dây dài 3 mét. Trước mặt con cừu 5 mét có một bụi cỏ. Hỏi làm sao con cừu ăn được bụi cỏ? Thì cứ tới đó mà ăn thôi ạ. À. Tại vì cái sợi dây đâu có cột vô đâu đó ạ. Con cừu chỉ bị cột vô sợi dây thôi ạ. Wow. Hợp lý. Con cừu bị cột vô sợi dây chứ sợi dây đâu có cột vô cây cột nào đâu. Dù 5 mét hay 2 mét cũng vậy. Tức là bị cột sợi dây. Còn sợi dây nó đâu có cột ở đầu kia vào một cái cây nào đó đâu. Nên ST hoặc là đi ra. Ôi ST đừng trả lời đúng nữa. Năng nỉ á. Buka giờ này ổn không Buka? Em thì không ổn lắm. Không ổn lắm hả? Anh nghĩ là sau khi ST hoàn thành 10 câu hỏi này em hoàn toàn không ổn luôn. Đừng nói không ổn lắm. Nãy giờ ST được mấy câu rồi ạ? 8 câu hỏi thì ST trả lời được 7 đáp án chính xác. 7 câu. Và bây giờ là câu thứ 9. Một chiếc xuồng chỉ chở tối đa được 2 người. Nếu thêm người thứ 3 sẽ chìm. Nhưng tại sao khi xuồng chở 3 anh bác sĩ và 3 cô y tá thì không chìm? Tại vì ba của anh bác sĩ và ba của cô y tá là chỉ có 2 người thôi à. Wow. Cho nên là không chìm. Vỗ tay nồng nhiệt. Lại đúng nữa rồi. Là ba là ba của anh bác sĩ và mẹ là mẹ của cô y tá, chứ không phải là ba anh bác sĩ 1, 2, 3. Đó thưa quý vị, là ST là bởi vậy. Thông minh. Quá thông minh. Thì không, tại em hay lương lẹo à. Em hay lương lẹo. Cho nên là em biết à. Chứ không, em phải này không phải thông minh à. Vậy ST dễ thương quá. Bây giờ còn câu nữa là câu thứ 10. Câu này hãy suy nghĩ thật kỹ. ST biết hoa hậu Hanier không? Dạ biết ạ. Hoa hậu Hanier đã lọt vào top mấy cuộc thi Miss Universe 2019? Hoa hậu Hanier thi Miss Universe thế giới năm 2018 à, chứ không phải năm 2019 nè. Hả?
năm nay là em thức 6 giờ sáng để em theo dõi hồi NEA, có nghĩa là buổi tối hôm đó là theo dõi U23 Việt Nam, xong rồi sáng hôm sau là thức theo dõi hồi NEA liền, cho nên là em rất là rành nè. Và có những thứ quý vị thân mến, không phải ai coi chương trình truyền hình cũng nhớ cái ngày tháng năm đâu thưa quý vị. Chúng tôi đó là cố tình nói là qua 2019, nhưng mà thực ra là 2018 rồi mới tới 2020, chứ 2019 là đâu có. Vậy mà vẫn biết. Đúng là sự có sự lưu lẹo đã đạt cái trình độ super rồi quý vị. Gọi là thượng thừa. Thượng thừa thì 10 câu em nó cũng có làm gì đâu, trả lời được 9 câu thơ thôi quý vị. Chúc mừng và xin kính điểm. Dạ. Trời ơi, mừng quá. Thật ra thì ngày hôm nay đến với chương trình Như Chớp thì em cảm thấy rất là vui và rất là thích chương trình. Em hy vọng là những lần sau chương trình sẽ mời em nữa. Còn bây giờ thì xin chào quý vị khán giả. Chào anh Giang, chào anh Giang. Thôi mà Vũ Ca à, Vũ Ca thân mến, hãy trở lại với chương trình vì gia đình mình đã theo dõi mình đó. Tại sao lại cho chơi với ST vậy? Anh Giang ơi, anh đây. Ủa sao anh mất tiêu, em thấy mất tiêu kêu. Ủa tại sao lại cho chơi với ST vậy? Thì thật ra là chúng tôi đã cố tình ra một cặp vừa trai đẹp vừa gái xinh và sự thông minh nó ngang nhau khiến tôi tính toán. Nhưng mà thưa quý vị, cuộc đời cái những gì mình tính nhiều khi không chính xác, ai ngờ đâu lên chương trình thông minh hơn những gì mình tính. Nhưng quý vị đừng tưởng ST trả lời chính câu thì Buka sẽ là thường nha quý vị. Con bé thế nào cũng vượt qua khỏi số 3 quý vị, hãy chờ đó, hãy tin tôi đi. Con bé thế nào cũng được 4-5 câu chứ quý vị, làm sao mà không có được. Trời ơi, đúng vậy, anh Giang khi dễ Buka là hả trả lời được một câu luôn á. 11 câu. Nếu có gì là con nhỏ mà tôi hay gọi là con gái tôi đó, bởi vì nó hay gọi là ba trường gian, giống không biết giống ba con ta là chú Chí Tâm đó, không biết giống sao mà bé nói là anh giống ba em lắm đó. Thì hôm nay tôi mong con gái là cố gắng nha con. Dạ. Thì thưa quý vị, là cả hai bạn này đều rất là thông minh và rất là vui vẻ và rất là nhộn nhịp. Đối với việc mình dùng từ nhộn nhịp cho nó dễ thương, chứ mình dùng từ ào ạt thì nhiều khi nó ồn ào quá, từ nhộn nhịp thì dễ thương hơn. Thì thưa quý vị, ST đã trải qua 10 câu hỏi và mang về 9 điểm. Không phải là ngày hôm nay đâu quý vị. Qua nhiều số phát sóng của chương trình, và ST là người đã được thi rất nhiều lần với rất nhiều đội, với rất nhiều số phát sóng, và đã lên đỉnh, tức là leo lên câu thứ 10 trên chiếc ghế nóng của chương trình rất nhiều lần, và mang lại sự hài hước, mang lại sự thông minh, cái khiếu trả lời, và gọi là mang lại nhiều tiếng cười. Có khi là mang lại tiếng cười không biết cũng mang lại tiếng cười, mà biết cũng mang lại tiếng cười, và vượt qua nhiều cái tần số 1, số 2, số 3 tới số 10 rất nhiều lần. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại những lần chiến thắng vẻ vang của ST Sơn Thành. Con gì sống trên cạn mà di chuyển chậm hơn con rùa? Con kiến. Không chính xác. Đội câu lạc bộ Manchester United có một huấn luyện viên dẫn dắt lâu nhất, ông tên là gì? Ole. Châu lục nào trên trái đất có đất liền ở bốn bán cầu? Châu lục nào ở trên trái đất có đất liền ở bốn bán cầu? Đều có, cái châu lục đều có đất. Có đất liền hả anh? Đó, đất liền nằm trên bốn bán cầu. Châu Phi. Lên. Hay quá. Hả kìa. Trời ơi, hay quá Phi ơi. Hay quá. Cùng thủ quá. Câu này khó, im lặng nhé. Một xương sống, một đống xương sườn là cái gì? Một xương sống, một đống xương sườn. Một đống xương sườn, cái lược.